Theo Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương, trưởng Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài chia sẻ vào chiều ngày 11 tháng 3, trong hộ chiếu Việt Nam của bệnh nhân thứ 17 không có dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh Italia. Nhiều khả năng hành khách này đã dùng hộ chiếu Anh để đi sang các nước trong khối EU mà không cần visa và không đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu. Do đó, cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài không phát hiện được hành khách này đã đến Italia nên không có biện pháp cách ly kịp thời, dẫn đến khó khăn trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vậy trong trường hợp bệnh nhân thứ 17 sử dụng hai hộ chiếu và có dấu hiệu khai báo thiếu trung thực thì có phải chịu chế tài nào không? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin phép được trích dẫn tóm tắt phần phỏng vấn của báo Kênh 14 với luật sư Phạm Thanh Hữu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi 1 ngày 29 tháng 2 năm 2020, Bộ Y tế đề nghị áp dụng khai báo y tế và cách ly đối với người nhập cảnh từ Italia. Vậy ngày 2 tháng 3 năm 2020, khi về đến sân bay Nội Bài, bệnh nhân thứ 17 có bắt buộc phải khai báo mình đã đến Italia hay không? Luật sư Phạm Thanh Hữu trả lời, về nguyên tắc theo khoản 3 điều 8 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, thì bệnh nhân thứ 17 phải khai báo kịp thời cho cơ quan chức năng là mình có đến Italia nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được diễn ra tốt nhất. Câu hỏi thứ 2, bệnh nhân thứ 17 sử dụng hai hộ chiếu thì có vi phạm pháp luật không? Luật sư trả lời, theo luật Việt Nam thì không cấm trường hợp một người vừa có hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Anh. Đồng thời khi xuất cảnh Việt Nam dùng hộ chiếu nào thì lúc nhập cảnh Việt Nam phải dùng đúng hộ chiếu đó. Câu hỏi thứ 3, dù sử dụng hai hộ chiếu là hợp pháp nhưng nếu việc sử dụng này nhằm mục đích che giấu việc mình từng đến Italia thì bệnh nhân thứ 17 sẽ gánh lấy chế tài nào? Luật sư Phạm Thanh Hữu, nếu bệnh nhân thứ 17 thật sự biết trước mình nhiễm COVID-19 mà cố ý che giấu mình đã từng đến Italia nhằm mục đích không bị cách ly xét nghiệm thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo khoản 2 điều 6 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nhưng nếu người nào cố tình lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù. Nếu việc phạm tội dẫn đến việc phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế làm chết người thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm và sẽ phạt tù từ 10 năm đến 12 năm đối với trường hợp phạm tội dẫn đến việc phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ làm chết 2 người trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Theo quan điểm của cá nhân tôi, khả năng bệnh nhân thứ 17 cố tình lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác là rất thấp, coi như không có, vì không có một người bình thường nào lại chủ ý đi lây lan dịch bệnh cho chính người thân và gia đình của mình. Bởi vậy, để xử lý bệnh nhân thứ 17 một cách đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn, thì cơ quan chức năng cần xem xét đến nhiều yếu tố, như là chủ ý của bệnh nhân thứ 17 này như thế nào, tại sao không khai báo mình từng đến Italia. Như vậy, theo chia sẻ của luật sư, bệnh nhân thứ 17 nhiều khả năng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng do cố ý che giấu mình đã từng đến Italia nhằm mục đích không bị cách ly xét nghiệm. Tuy nhiên, cần xem xét đến nhiều yếu tố như là chủ ý của bệnh nhân, vì nếu là cố tình lây lan cho người khác có thể sẽ bị phạt tù. Theo thông tin mới nhất, bệnh nhân số 17 đã có dấu hiệu hết sốt và tâm lý ổn định hơn và được các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng mạng xã hội. Hãy đăng ký kênh YouTube của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh các bạn nhé!